Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lộng cái phần bông trên thân áo ha, cái phần hoa cái ngang cái phần eo nè. Ở đây mình sẽ lộng theo cái qua tay của mình thôi ha, mình không có cần sử dụng khuôn hoặc là giấy can gì hết. Mình cứ vẽ ra giấy rồi mình áp lên cái phần giấy khác rồi mình may vô rồi mình gập ra thôi. Đây là cái phần thân lớn nè, của cái mẫu áo này, đây là cái phần thân lớn ha. Mình sẽ làm dấu ngang cái phần eo. Đây, đây là ngang cái phần eo ha. Mình sẽ lộng cho ở đây nè, nó có ba cái hoa ha, ba cái cánh hoa. Mình cứ chia đều ra. Đây mình sẽ vẽ ngoài giấy. Xong rồi mình đặt lên cái phần giấy khác nha. Mình sẽ vẽ cái độ dài của cánh hoa này ha. Ở đây mình sẽ lấy là 13. Đừng có qua bên đây quá ha. Mình lấy 13 thôi. Ở đây mình sẽ đặt qua vạ giấy nè. Rồi mình cắt. Đây mình sẽ xếp đôi nha. Mình sẽ lấy cái độ dài là 13 cm nè. Rồi mình sẽ chia ra phần trên đây là 5 sen ha. Từ đây xuống đây 5 sen. Rồi mình sẽ lấy độ lớn của cánh hoa nè. Ở đây là mình sẽ lấy là 4 sen ha. Rồi mình sẽ đánh bầu nè. Mình không dùng thước, mình vẽ bằng tay cũng được ha. Cái phần ở dưới này mình sẽ cho nó có cái độ nhọn xuống ha, cái phần này trên nè, cho nó bầu một chút. Rồi mình cắt nó ra. Ở trên đây nó sẽ bầu hơn so với cái phần dưới nha. Mình vuốt cho nó êm xuống. Đây, như vậy là mình xong được cái cánh hoa đầu tiên ha. Mình sẽ lộng theo cái phần này nè. Mình đặt nó lên đây. Tương tự như vậy mình sẽ cắt thêm hai cái, một bên đây cái và bên đây cái ha, nhưng mà hai cái cánh bên đây nó sẽ nhỏ hơn so với cái cánh ở giữa nha. Đây mình sẽ xếp giấy gấp đôi nè. Nếu các bạn quen thì mình có thể vẽ trực tiếp lên trên cái phần vải, còn mình không quen thì mình cắt trên giấy ha. Mình sẽ đặt nó lệch 1 cm nè, mình để cho mình cắt nhỏ hơn. Mình không có cần phải vẽ lại ha. Đây, mình sẽ cắt nó ra. Nó sẽ nhỏ hơn so với cái phần cánh hoa lớn ngay ngang cái phần eo nha. Đây. Mình sẽ cắt một cái giống như vậy, mình để phía trên này ha. Đây mình sẽ lộng, mình đặt lên đây mình lộng nó ha. Cái độ dài của cái cánh hoa này mình có thể gia giảm tùy thích nha. Nhưng ở đây mình cơ bản là mình làm dài 13 thôi. Còn cái cánh hoa ngắn thì dài 12 cm nha. Rồi, còn cái phần ở trên cổ của cái phần thân nhỏ nè. Thì mình sẽ sử dụng hai cái cánh hoa nhỏ này luôn ha, mình không có cần cắt lại. Mình sẽ đặt lên đây mình may. Mình sẽ dùng cái phần gập giấy này nè, mình đặt lên vải rồi mình cắt cái phần vải để mình đặt lên cái thân áo mình may ha. Ở đây mình đã cắt sẵn rồi nè. Đây là hai cái phần cánh hoa nhỏ nè, còn đây là cái phần cánh hoa lớn mình đã cắt sẵn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đặt vào phía trong để mình may ha. Ở đây mình sẽ làm dấu cái phần ngang eo, ngang phía trong, cái lớp trong của cái mẫu áo ha. Rồi từ ngoài cái đường này mình sẽ lấy vô là 1,5 cm nè. Rồi mình sẽ đặt cái
cái phần vải á, bề mặt quay ra ngoài nha, tại vì khi mình lộng xong mình sẽ cắt bỏ cái phần thân á, thì nó sẽ lời cái phần vải này lên, mình sẽ quay cái bề mặt ra rồi mình đặt đây cho những cái cánh hoa nó nằm im đây ha. Đây tương tự như vậy, cái phần này mình cũng đặt lên, mình lưu ý nha, bề phải quay ra. Rồi mình đặt cái phần này lên đây luôn. Giờ mình sẽ dùng kim hoặc là mình lược cái phần chỉ cho nó dính cái cánh hoa này vào cái thân áo của mình mới may ha. Rồi khi mình lược dính vô cái phần thân áo như vậy ha, mình sẽ tiến hành mình gạch cái đường phấn ngay chính giữa nè. Đây mình sẽ định hình nó nha, ngay cái phần giữa này luôn. Để mình sẽ gạch cái đường phấn này để mình canh lúc mình may ha, cho nó ngay đó. Rồi như vậy là xong cái phần hoa bên thân lớn nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm luôn cái phần hoa trên cái cổ của cái thân nhỏ nè. Đây là cái phần này. Cái phần này tương tự khi mình lỏng ghép thì mình cũng đặt cái phần cánh hoa này lên. Hai cái cánh hoa nhỏ nha, mình sẽ tận dụng lại. Khi mình lộng này thì nó sẽ trùng lên cái phần bên, nên mình sẽ giảm cho nó ngắn lại xíu ha. Đây mình sẽ giảm cho cái cánh hoa ở trên cổ nó nhỏ, nhỏ hơn so với cái phần thân, ngắn lại ha, ngắn lại 1 cm. Rồi mình sẽ đặt nó lên như vậy. Bây giờ mình sẽ cắt vải rồi mình lược giống như cái phần thân lớn vậy. Mình sẽ đặt qua vải rồi mình cắt. Rồi khi mình cắt xong, mình sẽ đặt nó vào đây rồi mình lược nó luôn nha. Sau khi mình lược xong ha, mình sẽ đặt lên mình may. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách may. Mình sẽ hướng dẫn từ từ chi tiết để khi mình hoàn thành được cái mẫu hoa lỏng ghép này luôn ha. Bây giờ đầu tiên là mình phải may nè. Mình đã được định hình vô đây, định hình cái cánh hoa vào cái thân áo xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình may. Mình sẽ may cách cái đường cánh hoa này nè. Mình sẽ may cách một đường chân vịt nhỏ, một đường chân vịt nhỏ ha, dòng đều theo cái cánh hoa ha. Tới cái phần gốc thì mình cũng bẻ có cái độ vuốt nhọn lên giống như cái cánh hoa mình cắt vậy ha, mình không có may bầu qua nha, đều hết luôn. Đây khi mình may xong cái cánh hoa thứ nhất nè, như vậy ha. Rồi tương tự như vậy á, mình may hai cái cánh hoa còn lại bên đây giống như vậy luôn nha. Sau khi mình may cái đường
cách cái đường cánh hoa này 5 ly đều hết theo ba cái cánh hoa này ha. Thì mình cũng tiếp tục là mình may thêm một đường phía trong nữa nè. Mình sẽ may cái khoảng cách là 2 cm từ cái đường chỉ ngoài này nè. Mình sẽ may vô đây là 2 cm nha, đều hết dọc theo cánh hoa luôn. Mình sẽ chừa một cái cánh hoa nhỏ nằm phía trong này ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình may. Cái cách may thì mình may cũng bẻ gốc cho nó có cái độ nhọn vậy luôn nha. Đây, mình sẽ may thêm một đường phía trong như vậy nha. Rồi tương tự những cái cánh hoa còn lại mình cũng làm giống như vậy luôn nha. Sau khi mình may xong hết như vậy ha, mình may cái đường phía trong hết, mình sẽ rút bỏ những cái đường chỉ lược không cần thiết này đi. Rồi mình sẽ lật nó ra ngoài thế này, mình sẽ quan sát kỹ nha. Mình sẽ cắt bỏ đi cái đường này nè, mình cắt bỏ đi cái đường này, nhưng mà mình cắt cái phía ngoài, mình phía ngoài thân áo để cho nó lộ cái phần vải màu kem này ra ngoài, chứ mình không có cắt phía vải màu kem nha. Rồi bây giờ mình sẽ lật lại rồi mình cắt. Bạn có thể dùng kéo hoặc cây cắt chỉ, nếu bén mình cắt cũng được ha. Đây mình sẽ cắt theo sát cái đường chỉ nè, chừa cách cái đường chỉ là 0,2 ly nha. Đây mình sẽ làm cho cẩn thận nha. Rồi nó sẽ lộ ra như vậy. Rồi mình sẽ cắt kế cái đường chỉ cái phía cánh hoa trong mà mình may cánh hoa nhỏ đó ha, 0,2 ly nữa. Đây khi mình cắt ra nó sẽ lộ cái phần vải màu kem và nó chừa một cái phần cánh hoa của cái thân áo phía trong ha. Rồi tương tự hai cái cánh hoa còn lại mình cũng cắt giống như vậy luôn nha. Sau khi mình cắt cái phần lỏng ghép này xong hết nha, đây mình cũng cắt bên cái phần thân nhỏ luôn rồi. Cái khâu tiếp theo á là mình sẽ chuẩn bị hai cái sợi dây ha, hai cái cọng dải nè, độ lớn là 3 cm, chiều dài thì mình có thể gia giảm ha, để mình buộc vừa đủ cái nơ, nhưng các bạn cắt từ 50 ha, 50 cm 5 tấc đó. Rồi mình sẽ may nó lại rồi mình lộn thành cái sợi dây để mình buộc ngang cái phần eo chỗ cái phần này nè. Bây giờ mình trước tiên là mình sẽ may cái hai cái sợi dây này mình lộn lại xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để đặt cho đây. Sau khi mình may hai cái sợi dây xong rồi ha, mình lộn lại nè sẵn như vậy. Rồi mình sẽ tiến hành mình may cái nẹp cổ. Mình sẽ may tới cái ngang cái phần cánh hoa lớn nè, mình có làm dấu cái đường ngang đó. Mình sẽ đặt cái sợi dây nè, sợi dây mình may sẵn đó, mình lộn lại rồi mình đặt vô đây, mình đặt về rồi mình may qua luôn ha, cho cái sợi dây nó nằm dính trong cái phần nẹp luôn. Cái đường nẹp thì mình may đường 0,3 ly thôi nha, 0,3 đến 0,5. Sau khi mình may cái phần nẹp thân lớn xong, mình cũng may luôn cái phần nẹp cổ của thân nhỏ nha. Cái cách may thì tương tự, cái đường may thì mình chừa 0,5 ly. Sau khi mình may xong, mình sẽ tiến hành mình dặn cái đường meo vô phía trong cái nẹp nha. Hai bên thân lớn và thân nhỏ mình dặn tương tự nhau luôn. Mình dặn đường meo qua đây. Đây là cái nẹp mình đặt ra, mình dặn phía gì? Phía bên trong cái nẹp nha. Sau khi mình dặn cái phần nẹp cổ xong thì mình cũng nhấp đều theo cái cổ áo nha, cái phần tim đó mình nhấp đều xong.
cho cổ nó nằm êm nha. Phần đối diện mình cũng làm giống như vậy luôn. Sau khi mình nhấp cái phần phía trong cổ xong sẽ lật ra như vậy. Đây là bên cái phần thân nhỏ ha. Mình sẽ dần đường 5 ly ha, đường một chân vịt á. Mình sẽ đặt lên máy rồi mình dần. Rồi sau khi mình dần xong, mình dần cái đường theo nẹp cổ ha, như vậy. Rồi mình sẽ tiến hành mình dần bên cái phần thân lớn luôn. Cái phần thân lớn á, thì mình cũng dần cái đường tương tự như vậy ha. Các bạn có thể để mình dần riêng xong rồi mình sẽ may cho nó dính vào cái phần thân nhỏ sau. Còn ở đây mình sẽ đặt trực tiếp lên cái phần thân nhỏ rồi mình dần luôn ha. Mình chỉ đi một đường chỉ thôi, nhìn cho nó đẹp ha. Mình sẽ đặt mà sao cho cái phần dấu mình làm góc cái đường, mình chừa cái đường phía trong nè, cái ngay cái góc này và ngay cái phần góc này ha. Rồi mình can cho nó ngay nha. Đây mình sẽ đặt đây. Khi mình dằn thì mình cũng lưu ý nha, ở đây nè mình sẽ bẻ lên cái phần lai 3 phân trước nè. Đây mình bẻ lên để khi lát nữa mình may xong mình lên lai là cái phần này mình may dính lại là mình không có lên lai được nè, là cái thứ nhất ha. Còn nếu như mà mình may gời thì mình cái phần này nẹp này có một số bạn may gời cái phần này ha, người ta dằn tới đây thôi, dỡ cái này lên được thì mình sẽ lên lai sau, mình không có cần bẻ 3 phân này lên. Còn ở đây mình sẽ đạp cho nó dính liền luôn nè. Thì mình sẽ bẻ 3 phân này lên trước nha. Rồi mình đặt lên đây. Sau khi mình dần cái phần thân áo nó dính lại với nhau như vậy, cổ áo nó như vậy ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình dần thêm một cái đường theo cái phần nẹp bên thân lớn nè. Nếu mình không dần thì cái phần nẹp phía trong này sẽ lật ra ngoài nha. Mình sẽ dần thêm một đường 2,5cm nè, dọc theo cái phần thân lớn. Cái nẹp cổ thân lớn thì mình dần, còn nẹp cổ thân nhỏ thì lát nữa mình sẽ trang trí cái phần này, mình kết nó dính lại luôn, mình không có cần dằn lên nha. Đây mình sẽ đặt ở đây. Mình may cái độ lớn của nẹp nè là 2,5cm nè. Từ cái mí đường may ra 2,5cm. Đây mình sẽ dằn dọc theo cái nẹp của thân lớn nè nha. Rồi như vậy là hoàn thành. Hoàn thành cái phần thân trước nha. Thân sau thì mình may bình thường thôi, mình không có chia sẻ. Mình cũng gáp lại với cái phần thân sau, gáp vai lại ha. Rồi mình hoàn thiện cái áo thôi. Nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn thêm cái phần là mình sẽ trang trí lên cái phần mình lộng ghép nè. Các bạn có thể đính hạt lên đây, đính hạt theo cái gì này. Hoặc là mình không đính hạt thì mình sẽ thiêu, mình thiêu chỉ theo cái đường ghì này ha. Cái phần chỉ thiêu thì mình thiêu lên thì mình mặc nó bền, nó không có bị rớt hạt ha. Tại vì mình thay thế cái chỉ thiêu cho cái hạt cờm đó. Hạt cờm mà mình nín nhiều quá lên đây khi mình mặc thì nó hay có một cái nhược điểm là nó bị rớt ha. Nó rớt xa xa hạt vậy đó. Còn mình chỉ thiêu mình may theo cái đường lộng ghép này nè thì nó sẽ bền ha. Ở đây mình sẽ thiêu theo cái đường ghìa này ha, thiêu theo hết luôn. Và đây là cái phần cánh hoa mình lộng ha, mình lộng ghép xong mình thiêu chỉ, thiêu cái phần chỉ thiêu lên đây theo cái đường ghì của cái cánh hoa ha. Trên đây mình cũng làm tương tự như vậy là hoàn thành cái
phần lồng ghép ha. Khi mình ủi thì mình sẽ trang trí vô thêm. Bây giờ mình sẽ đóng những cái hạt chay nè lên trên cái phần cánh hoa và vòng theo cái cổ nha. Mình sẽ trang trí cho hoàn thiện. Rồi mình sẽ quay cái thành phẩm cho các bạn xem luôn nha. Rồi sau khi mình đóng xong nè thì cái thành phẩm của mình được như vậy. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hoàn thành cái cách lỏng ghép cũng như là cái cách trang trí cái mẫu áo này ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.